đây cái rồi. Rồi các bạn xem bứng một cây khí coi. Và cây này đang còn nằm dưới đất. Bây giờ bứng lên để người ta chơi bonsai. Và cách bứng thì cũng rất là đơn giản. Dùng sẻng, hoặc là miền Nam thì gọi là vá, để đào xung quanh gốc cây sâu xuống. Và khi bứng thì người ta sẽ ước lượng cái bầu đất nó rộng cỡ nào, thì người ta sẽ vẽ một vòng xung quanh gốc. Các bạn xem. Các bạn thấy dùng dao để chặt một vòng đất xung quanh gốc. Và từ cái vòng đó trở ra ngoài thì người ta dùng vá để đào sâu xuống. Rồi, như vậy là đã được cái vòng tròn rồi đó. Và đào. Rồi sau khi đào một lớp bên trên rồi thì sẽ tiếp tục đào xuống lớp thứ hai. Khế này cũng chiếc luôn nè. Ghế không nhiều phải không? Không được nhiều. Mày Phương tướng ngon quá nhỏ vậy mà cái sớm hả? Con Thư mà ai biết được trời. Phổi này nha. Nghe ngoài xin lỗi gặp người ta nước tốn luôn. Một thân cũng biến thái này nè. Rồi sau khi đào xung quanh xong thì chỉ cần dùng cái vá sắn vào ở phía dưới của màu đất và lật nghe. Rồi kéo qua đi. Còn rễ đâu? Sắn. Còn bên khanh á. Ôi, anh lấy đứt về quá, vớt mỏng đi. Lên này làm đây. Bùa ra coi khăn. Lên này coi lại. Lên đâu đâu. Bên này nè. Sắn đi, bên mày á. Còn mấy dưới nè. Rồi. Rồi. Cây đã bứng lên xong. Bây giờ các bạn xem nắm lòi nó lên bờ. Quá bự sợ xung quanh nó lắp nó ra đi anh bắt đèn lo này. Rồi bây giờ chỉ dùng dao hoặc là dùng sẻng mạt bớt những cái phần đất thừa. Và như vậy là cây đã được bứng xong.